Không, vợ cũng nhậu luôn mà. Vợ nhậu luôn? Vợ nhậu hơn mình nữa mà. Trời đất, vì thân vợ nhậu hơn mình luôn. Mình nhậu vô mình ngủ nó cậu hai xác à, vợ mới Mình uống bia không rượu? Mình uống bia không à. Bia vợ uống được khoảng một thùng không? Nói vui vui thì thùng luôn. Uống cả thùng. Ồ, oh, đẳng cấp rồi. Dạ. Một thùng chắc em vừa uống vừa tắm chắc còn toàn. Xe với Đại Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày vừa qua phải là rất nhiều các anh các chị các cô chú ở tất cả các tỉnh rất xa về đây để báo tin, nhờ anh em điều chỉnh Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là sáng hôm nay thì một buổi sáng gọi là cuối tuần, anh em điều chỉnh Bình Dương tiếp tục có tiếp nhận là một thông tin hai cha con ở một tỉnh rất xa về đây báo tin, nhờ anh em điều chỉnh Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân của mình. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin chào anh trai nhé. Anh có thể anh giới thiệu anh họ tên là gì? Nguyễn Minh Tân. Anh Nguyễn Minh Tân, Minh Tân. Anh Tân nhiêu tuổi rồi? 1977. À, 77 à, tuổi tỵ đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, anh nguyên quán ở đâu? Ở Hóc Môn. Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nha. Dạ đúng rồi. À, mình quê gốc đó hả? Mình quê gốc đó. À. Rồi anh cho em biết này, hôm nay anh đi cùng với ai đấy? Con gái anh hả? Dạ con gái. Anh cho em hỏi này, hôm nay anh cũng đi cùng với con gái về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình mà đăng tin tìm ai? Tìm bà xã. Tìm bà xã. Dạ. Ồ, anh cho em hỏi là bà xã anh họ tên là gì? Võ Hồng Nguyệt. Võ Hồng. Hồng Nguyệt. Nguyệt ha. Dạ đúng rồi. À, Nguyệt. Rồi, bà xã anh năm nay là nhiêu tuổi rồi? Năm 1988. Ồ, 1988, 7788. Gọi là một giáp rồi đúng không? 11 tuổi ha. Dạ. Ồ, anh quen bà xã anh ở đâu? À, ở gần nhà nhưng mà quê bà xã ở Kiên Giang. À, quê Kiên Giang. Dạ. Nhưng mà trước làm quen đấy đúng không? Làm quen ở gần nhà. Dạ đúng rồi, làm quen. Tại thành phố Hồ Chí Minh nha. Bà xã đi làm công ty gần nhà rồi mình quen. Ồ, hay vậy hả? Vậy là anh quen vợ lâu không? Quen chắc cũng năm mấy rồi, đó là hai đứa mới lấy nhau. Ồ, năm mấy luôn hả? Dạ. Năm mấy mới cưới nhau? Ồ. Năm mấy mới cưới nhau xong? Mình cưới nhau thì lúc mà mình đám cưới tổ chức lớn không anh? Không, cũng làm sơ sơ thôi chứ không có làm lớn lắm. Mình có đăng ký kết hôn không anh? Dạ có đăng ký kết hôn. Vậy là hiện nay là hai vợ chồng anh được mấy người con rồi? Ba người con hả? Anh nói chuyện lớn hơn được không? Dạ được. Được ha. Rồi anh cho em biết này, vậy là vợ anh trong thời gian vừa qua thì vợ anh làm công việc gì? Làm ở công ty ở công nghệ cao. Lương cao không anh? Cũng 6 từ mấy 7 triệu. Thế còn anh làm công việc gì nào? Chạy xe ba gác ô tô á. Ba gác ba bánh đúng không? Dạ đúng rồi. Anh chở hàng cho người ta hả? Dạ đúng rồi. Thu nhập được không anh? Thì mấy năm trước thì thu nhập về cũng được lắm, nhưng mà lúc này bị công an nó bắt quá. Cũng nghĩ nay là cũng xe mình có giấy không? Xe có giấy không? Xe không có giấy. Xe không giấy hả? Xe không có giấy. Đúng rồi, xe thường thường không có giấy nhiều ha. Dạ đúng rồi. Bữa này thu nhập một ngày được 300-500 không? Dạ được. Được ha. Dạ. Anh có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh không? Dạ có nhà. Có nhà ha. Rồi anh cho em biết này. Có nhà ông bà già cho chứ không phải là vợ chồng mua. Vậy cũng được rồi, mình có nói chung là có nhà, có gia đình để lại ha. Dạ đúng rồi. Hiện nay là hai vợ chồng anh nhà được mấy người con rồi? Ba người con anh. Ba con. Dạ. Bé này thứ mấy anh? Bé này Úc. Dạ. Những được mấy trai mấy gái? Ba đứa con gái không? Ba gái không à? Dạ. Ba gái không là ngon rồi. Con gái lớn nhất của anh là nhiêu tuổi rồi? 2009. 2009. Năm nay 14 tuổi. Dạ. Hai năm nay 14 tuổi rồi, đúng không? Dạ. Thế còn bé thứ hai? Bé thứ hai thì 2010. Vậy là các bé hiện nay còn học không anh? Đã nghỉ học rồi. Nghỉ học sớm chứ vậy? Tại vì mà ăn không có được thu nhập á. Bị thất nghiệp á. Rồi, anh cho em biết này, trong cái thời gian vừa qua là vợ anh có thường xuyên nhắn tin hay điện thoại cho ai không? Dạ cũng có. Có, nhiều không, liên tục không? Thì cũng liên tục. Liên tục luôn? Dạ. Tối là nằm bấm vậy chứ tới 11, 12 giờ. Trời đất kia. Tối bấm điện thoại đi làm vợ anh làm về mấy giờ về nào? Thì làm ca, làm 3 ca. 3 ca. Nhưng mà thường về nhà là bấm điện thoại đến nửa đêm. Đúng rồi. Anh có biết là bấm điện thoại cho ai không? Không biết. Vợ anh bấm điện thoại này, vợ anh có những biểu hiện gì nó không bình thường không anh? Thì cũng có, nhiều khi nó. Cụ thể? Dạ. Cụ thể em sao? Thì cụ thể này mình hỏi rồi sao bấm gì mà bấm hoài vậy, nó nói buồn quá bấm và chờ chút rồi ngủ. Đó, mà điện thì không có điện, chỉ nhắn tin qua thôi. Chỉ nhắn tin qua lại thôi. Dạ. Vợ anh có thường xuyên là nghỉ hoặc là bỏ nhà đi đâu không? Cũng có đi 2 lần 3 lần gì rồi, 2 lần. Trời ơi. Đi đâu vậy? Nhưng mà ngày xưa là đi khoảng 3-4 ngày là bắt đầu là liên lạc về cho gia đình. Đó, còn chuyến này là đi nay 1 tháng rồi. Nhưng mà không có liên lạc về gia đình. Dạ. Yeah.
trước là đi 2-3 ngày về là nhắn tin, à về liên lạc, liên hệ với nhà, liên lạc về gia đình, để số điện thoại rồi ghi lại nhắn tin về gia đình, coi như là quan tâm tới gia đình coi sao. Nhưng mà lúc này thì đợt này thì đi là không quan tâm tới gia đình. Lúc thì có con cái thì điện về, nếu mà cận cha giận cha thì điện về cho con đó, nhưng mà giờ là không có điện cho con mà cũng không có dặn điện cho cha luôn. Anh Trâm hỏi này, trước đây vợ anh mỗi một lần đi như vậy là 3-4 ngày như vậy là về, vợ anh chia sẻ là vợ đi đâu? Vợ đi giãn hờn, đi chơi, đi về. Đi chơi với ai? Dạ, đi về bên vợ chơi. Nhưng có đúng không? Anh tìm hiểu có đúng không? Thì mình tìm hiểu thì có đúng. Thì lâu lâu về bên vợ chơi với bạn bè cũ rồi nghe vậy đó. Bạn trai bạn gái? Bạn trai có, bạn gái có. Ồ. Vậy là cứ vợ anh cứ thường xuyên là giận nhà, thích là giận là bỏ về đấy. Đúng rồi, lâu lâu cũng mấy năm mà là nói chung là 1-2 năm mới đi vậy chứ không có đi thường. Cứ lâu lâu tái diễn một lần. Anh cho mà nói chung là mình cũng dễ quá phải không, rồi mình cứ cho về bình thường. Anh lúc bây giờ anh có nghi ngờ gì không? Thì cũng có nghi đó, nhưng mà nghi nghi là mình chưa bắt được quả tang. Nghi chưa bắt quả tang, chưa biết là cụ thể thế nào. Đúng rồi. Anh cho biết này, vợ anh mới đây nhất ấy là bỏ đi lúc mấy giờ? Vào ngày mấy, tháng mấy? Ngày 22 tây tháng 9. 22 tháng 9, năm mấy anh? Năm 2023. Ồ, vậy đến giờ phút này là đúng một tháng ha? Dạ, đúng rồi, đúng tháng. Anh Trâm hỏi này, hai vợ chồng anh có gây lộn không mà tự, hay là vợ anh tự anh bỏ đi? Có gây lộn chỉ sơ sài thôi chứ không đáng kể. Cụ thể cái chuyện gì anh có thể anh chia sẻ được không? Nói chung là cũng rút mắt cái chuyện tiền bạc trong gia đình chút đỉnh. Tiền bạc. Vậy là trước đây là hai vợ chồng có thường xuyên gây lộn không anh? Cũng thỉnh thoảng lâu lâu gây rồi hoài thôi chứ không có mà. Mình có hay ăn nhậu không anh? Cũng có ăn nhậu. Say xỉn không? Xỉn. Xỉn luôn hả? Dạ, ngót cần câu luôn. Mình xỉn như vậy là về vợ có than vãn gì không? Không, vợ cũng nhậu luôn mà. Vợ nhậu luôn? Vợ nhậu hơn mình đúng mà. Trời đất, vì thân vợ nhậu hơn mình luôn. Mình nhậu vô, mình nhậu nó cậu hai xác à, vợ mới. Mình uống bia không rượu? Mình uống bia không à. Bia vợ uống được khoảng một thùng không? Hiện nay vui vui thì thùng luôn, uống cả thùng. Đẳng cấp rồi. Một thùng chắc em vừa uống vừa tắm chắc còn tuần. Thùng vợ anh uống bữa gọi đẳng cấp rồi. Ô, bây giờ này, vậy là hai vợ chồng anh đã có bao giờ đánh lộn nhau bao giờ không? Ít có đánh lộn có không? Giả thôi. Có không? Có mà cũng như là nay sống nay mười mấy năm nhưng mà có đánh mấy trận rồi? Cũng 2-3 trận thôi, nay mười mấy năm rồi mà chỉ có tán qua tán lại vậy, 2-3 trận. Mình đánh vợ có khóc có xin không? Không khóc xin gì đó, còn làm dữ hơn mình. Làm dữ hơn rồi. Dạ đúng rồi. Ra chuyện là đánh đi đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ này nhưng mà dù gì dù trong cuộc sống thì nó có rất nhiều điều. Dạ. Có thể là mình cũng không có nói trước được. Dạ. Mỗi một gia đình nó có một cái khác nhau anh ạ. Nhưng mà dù thì hôm nay thì anh về đây anh chia sẻ cho anh em về phía Bình Dương ấy, là vợ bỏ đi như này thì anh em cũng trước mắt là cũng rất lấy làm tiếc, bởi vì hiện nay không phải mình bà xã của anh mà rất nhiều các chị em gái hiện nay có chồng có con nhưng mà vẫn bỏ nhà đi đó, giận một cái là bỏ nhà đi đấy. Vì vậy nhân đây bây giờ thì em hỏi lại anh thế này đó, vợ anh thì đã từng bỏ nhà đi nhiều lần đấy, nhưng mà đôi khi là cũng có thể về thăm người thân hoặc cũng có thể là đi chơi với ai đó. Còn riêng lần này thì anh nghi ngờ là vợ anh đi đâu? Nghi ngờ là nó đi theo nhân tình. Nghi ngờ đi theo nhân tình. Vợ anh trước khi đi này đem theo những cái gì đi anh? Ông tối đó đêm đó gây lộn rồi bắt đầu là nó không có đem đi gì hết, đi dắt đứa con đi không thôi. Mặc bao đồ dính da đi. Dắt đứa nào nữa? Dạ. Dắt đứa thứ hai. Không, dắt đứa này nè. Đây giờ đang ở nhà đi. Dạ đúng. Không, rồi nó đi xuống dưới đi một tháng. Nó nói cho anh nghe là đi xuống dưới nó một tháng. Về dưới quê á, một tháng. Rồi hai đứa nhỏ, con gái lớn tôi á là nó đi làm ở bên Gạch Giá á, là cũng gần ở dưới quê mẹ. Gần dưới quê mẹ nó, rồi bắt đầu là mẹ đi mẹ dẫn ba mẹ đi á là một tuần lễ. Nhưng mà ba không có liên lạc được với mẹ là mẹ đi đâu. Đó rồi bắt đầu là có con á thì liên lạc được với mẹ là nó mẹ ở dưới đó. Rồi tôi mới nói á, là con nhỏ Út này nè, nó vô nhập học mới có mấy ngày là nó bắt đi, nó nghỉ hết năm sáu ngày đó. Rồi em nhắn tin đó là còn tin đó, là em nhắn tin là thôi em đi đâu em đi, gửi con về đây cho anh cho nó đi học đúng không, chừng nào em đi chơi con đã rồi em về đó. Rồi bắt đầu là nó liên lạc với là hai đứa lớn là nó giao hai đứa lớn là
từ bữa 30 đó, từ bữa 30 29 tháng 9 đó là giao là nó đem về đây, là hai đứa nó đem về đây đó. Rồi bắt đầu là nói là mẹ nói mẹ đi làm, mẹ nói mẹ đi làm bên Phú Quốc, mà điều năm hai năm là mẹ có liên lạc với tụi con, giờ mẹ số về bút số hết. Năm hai năm thì mẹ liên lạc với tụi con đó. Rồi. Vậy là vợ anh chia sẻ như vậy? Dạ đúng rồi, chia sẻ với mấy đứa con vậy thôi. Dạ, vậy là con anh chia sẻ lại cho anh. Dạ đúng rồi. Vậy là bây giờ hiện nay là anh đang vợ anh chia sẻ báo tin cho anh là ra Phú Quốc đi 1-2 năm để không, về. Không có báo tin với lại tôi, nhưng mà nói với mấy đứa con. Nói với con anh nhé. Dạ. Nhé. Là ra Phú Quốc làm bây giờ. Anh có tin điều đó không? Không, nhưng tôi cũng tin. Anh đang nghi ngờ vợ anh đang ở khu vực nào? Đang khu vực ở Kiên Giang. Kiên Giang. Dạ đúng rồi. Khu vực nhà. Nhưng mà em có đi xuống dưới ngày hôm qua kia, nhưng mà em xuống dưới là dòng họ không à. Hiện nay là các con của anh có biết là mẹ đi đâu không? Không. Không biết. Vậy là anh đã nghi ngờ là vợ đi nhân tình. Em thấy vợ anh bên ngoài có trẻ đẹp giống này không? Cũng giống vậy. Giống vậy thì rất lấy em tiếc. Chứ nếu mà vợ xấu thì em nghĩ là còn cơ hội. Nhưng vợ đẹp thì em nói thật là khó còn cơ hội. Bởi vì phụ nữ bây giờ đôi khi là giận chồng giận con, mà nếu mà có nhan sắc một chút xíu ra ngoài là đàn ông là nhiều người ta thả thính. Đôi khi là mình chỉ cần mắc sai lầm thôi, một cái thôi là đôi khi là vợ bỏ đi luôn. Đấy là em nói một câu rất chân tình. Đến giờ phút này là anh đã tìm vợ ở những đâu rồi? Đi tìm vợ vòng vòng ở công ty cũ làm. Rồi đi lại đi về quê, nhưng mà đi về quê rồi không có. Không có. Anh hiện nay là anh có sợ là vợ mất tích một cách lý do bí ẩn không? Hay là đi theo nhân tình? Sợ là mất tích lý do bí ẩn. Nếu vậy thì anh mình dù gì dù nhưng mà hôm nay mình cứ phải về báo cơ quan công an nhá, ở địa phương á. Nhá, ở chỗ nơi nhỏ là vợ thông tin chia sẻ cho cơ quan công an là vợ thông tin là vợ mất tích. Để đôi khi có chuyện gì đó một cái kẻ nào đó nó xấu, nó lợi dụng mà không may nó làm hại vợ mình. Đó. Còn nếu vợ đi mấy nhân tình thì là vấn đề khác anh ạ. Nhá. Mà mình không có cụ thể, giờ mình về chắc phải báo công an. Báo công an đi. Nhá, cho chắc ăn. Nhá, để cơ quan công an đôi khi người ta có cái nhận định, có cái hướng để giúp mình cho dễ hơn. Nhá. Đến giờ phút này thực sự là nếu như vợ đi nhân tình thì đi mấy nhân tình anh còn thương không? Còn yêu vợ không? Không, nói chung là chỉ thương mấy đứa nhỏ thôi. Nhưng mà vợ còn thương nữa không? Nói chung là cũng giảm bớt không? Giảm à. Em cho anh cho hỏi một câu chuyện tế nhị này. Trong suốt một cái quãng trình một thời gian gần đây nhất, từ dài nhất và ngắn nhất về đây, là hai vợ chồng anh cũng ngủ chung không? Có. Ngủ chung à? Ngủ chung bình thường. Nhưng mà anh thấy vợ, cái tình cảm vợ dành cho mình có giống như trước không? Hay là khác? Thì nó cũng bình thường vậy thôi. Anh có phát hiện được điều gì bất thường không? Không. Vậy là mình có thường xuyên ôm ấp vợ, gọi là ân ái vợ không? Có không? Ít lắm, thỉnh thoảng. Nói chung tháng cỡ lần hai lần thôi. Anh mới 77, sinh năm 77 đúng không? Tháng hai lần mới có bốn mấy tuổi à? 47 tuổi. Vậy là yếu. Mình có nghi ngờ là mình bị sao không? Anh bị tiểu đường. Anh bị tiểu đường ha. Tiểu đường đâm hơi yếu ha. Vợ có biết không? Cũng biết. Vợ có đồng cảm với anh như vậy không? Thì cũng đồng cảm đó. Vợ đồng cảm. Cũng bình thường, nói chung là vợ chồng nhà sống thì bình thường. Nhưng mà có cái hay lục đục, cãi giả đó. Vợ anh trong thời gian gần đây nhất ấy, vợ anh ăn mặc đẹp không? Khác trước không? Thay đổi không? Không, cũng bình thường. Cũng giống như vậy. Dạ, mà khi đi ra ngoài là đi chơi, đi quê rồi này kia đó thì ăn mặc. Nói chung ở nhà thì ăn mặc bình thường. Dạ, nhưng mà ra ngoài là ăn mặc rất đẹp. Dạ đúng rồi. Rồi. Vợ anh hôm bữa đi ấy, là cách đây một tháng là đi mất luôn á. Là đến giờ phút này là hôm đó vợ anh đi có đem theo điện thoại đi không? Có. Điện thoại gì anh? Điện thoại Apple. Có, hiện nay còn số điện thoại còn gọi được không? Không có gọi được, mà Zalo cũng không được luôn, Facebook cũng không được luôn. Cái tức là tất cả là coi như là không có điện được hết. Gia đình vợ anh có biết chuyện này không? Gia đình vợ thì biết, nhưng mà mình hỏi thì về cái đó hỏi thì nó không có về, nó đi từ bữa đó tới nay. Nó không về đó, không về đâu. Nhưng mà liệu gia đình anh, theo anh thấy là gia đình vợ liệu em chia sẻ cho mình có gia đình không? Vợ thì có thể che chở giấu vợ. Mình có làm gì có lỗi với vợ không anh? Không. Không, chung có là thi nó làm ăn xài nhiều tiền quá rồi, xài lớn quá rồi kia đó là mình có nhằn. Vợ anh xài gì lớn? Dạ thì ăn xài mua đồ đạc rồi cái tiền bạc phung phí á. Nói chung là mình nói lúc này mình năm nay mình ăn khó khăn. Không, em ăn xài phung phí quá thì vậy là nó cũng không có tốt cho mình ba đứa con. Đó, nhưng mà vậy đó, mà có nhiều tiền là ăn xài hết, ăn có
Vợ anh là sinh năm 88 hả? Dạ đúng rồi. 88, tuổi Thìn ha? Dạ đúng rồi. Dạ. Đó. Vợ tuổi đây nói chung là tuổi thì cũng không có nhiều, nhưng mà thực sự là nhìn rất trẻ so với người khác. Mà không biết là bên ngoài hình sao. Nhưng mà em nghĩ không, rằng nói chung là hình trước kia thì cũng không có như vậy, nhưng mà tại vì chỉnh sửa. Ờ. À này, chỉnh cái này do chỉnh sửa hết. Máy ha, áp. Ừ. Nhưng mà đại loại là vợ vẫn đẹp. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Đến giờ phút này anh có sợ mất vợ không? Nói chung là cũng sợ, tại vì mình còn thương mấy đứa con. Ừ. Nhưng mà có vợ rồi nữa là mỗi người cha ghẻ mẹ ghẻ rồi kia. Ừ. Đó là mình cũng nằm trong giai đoạn đó. Ừ. Mình biết cái cực khổ với là cái thiếu tình cảm. Và là anh sợ nhất là sau này là gọi thiếu là tình cảm, vợ lọ con kia. Dạ đúng rồi. Ừ, là đâm các con khổ ha. Dạ đúng. Ừ. Hiện nay thì nếu như vợ mà đi mà không về nữa, một mình anh, liệu anh có nuôi nổi mấy người con không? Chắc luôn không nào. Tại vì giờ mình không có, không có gì chắc chắn đúng không? Dạ. Ừ. Và bản thân anh hiện nay bị tiểu đường rất yếu ha. Dạ. Bây giờ này, anh có điều nào anh mong muốn trên video này, hy vọng là vợ anh xem được, hoặc gia đình vợ, hoặc những người thân ai đó xem được video này, thì có thể biết vợ anh ở đâu, động viên là vợ anh quay trở về rồi mà anh lên tiếng. À, bây giờ là vợ thì mà mình cái gì cái cãi nó, nhưng mà có cái là muốn về cho lo lắng cho mấy đứa con, chăm sóc cho mấy đứa con đó. Còn như hạnh phúc thì hay không thì miễn về ở với con là được rồi, lo lắng cho con là được rồi đó. Còn mình không quan trọng. Nếu vợ mà đi với nhân tình, anh em thì sẽ Bình Dương tìm được, anh còn tha thứ cho vợ không? Dạ, tha thứ luôn. Tha thứ luôn. Dạ. Vậy miễn là về chăm sóc với con là được. Ừ. Vợ là chấp nhận tha thứ. Dạ. Nhưng mà tha thứ, nhưng mà tình cảm thì liệu chắc chắn là nó sẽ giảm đi làm sao như trước. Tình cảm thì nó phai phai thôi, nhưng mà cái là mình tha thứ là vì con, mình thương ba đứa con. Rồi anh hãy nói một điều nào tình cảm nhất, ngọt ngào nhất trên video này dành cho vợ. Thôi em có làm lỗi gì thì anh đi về, em đi về đi lo cho con. Không, còn anh tất cả đó hết gì đó là anh tha thứ. Đó, chứ anh không có nói này nói nọ gì đâu. Đó, miễn em về là lo cho con bộ anh là được rồi. À. Từ hôm vợ đi giờ anh có làm ăn được cái gì không? Không có làm ăn được cái gì, nó ăn uống cũng không được. Ăn uống không được luôn? Ăn uống cũng không được. Ừ. Bây giờ nhớ vợ không? Cũng nhớ vợ lắm. Nhớ hả? À. Vì thấy đứa nhỏ này là tội nghiệp nó quá. Ừ. Nằm thì rồi mở bệnh mới ngày nè, mới bệnh 10 ngày rồi. Ừ. Bệnh 10 ngày rồi mới là nhớ mẹ, hỏi mẹ nhớ mẹ tại nằm bệnh. Nằm tội bệnh rồi gọi nhớ mẹ, nhớ mẹ, nhớ mẹ. Ừ. Đó. Tội nghiệp quá. Yeah. Rồi bây giờ này, hôm nay thì anh về đây nhờ anh em chị Bình Dương ghi hình mà đăng tin. Yeah. Để tìm vợ. Yeah. Thì anh em này nghe phải nói là rất rất đau lòng, rất thương. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được thông tin em gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Quân Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ tìm cách để khuyên để cho em gái quay trở về cùng với gia đình, đặc biệt là còn 3 người con. Hôm nay anh về chia sẻ cái thông tin mà anh nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ cái thông tin mà để tìm vợ này, anh chia sẻ là hoàn toàn có đúng sự thật không anh? Dạ đúng. Đúng sự thật này. Dạ, không sai. Anh em đăng bài là không gỡ đâu, mình suy nghĩ kỹ nhé. Dạ đúng rồi. Dạ. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện là thông tin em gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Quân Bình Dương để anh em tìm khuyên em gái này quay trở về, dù gì cũng phải quay trở về để cùng trò chuyện với gia đình một lần một. Yeah. Cuối video cho phép công Trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Quân Bình Dương liên lạc với con cái là được rồi. Dạ. Dạ. Rồi cuối video này cho phép công Trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn trong những video tiếp theo. Hôm nay thì anh về đây thì anh có đồng ý cho anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và chia sẻ tất cả mọi thông tin cá nhân của anh lên tất cả trang mạng xã hội không? Dạ đúng rồi. Đồng ý ha. Dạ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và bạn.